tập tiếp theo của Coral Gacha. Lần này sau những sự kiện xoay quanh chàng trai bí ẩn Varvarath, anh ta sẽ phải đối mặt với một bóng ma trong quá khứ của mình, một kẻ vô cùng căm phẫn anh ta. Và cũng chính là kẻ đã bị một trong ba chị em bóng tối thao túng tâm lý và sẽ trở thành Makram. Một tên Makram với lòng căm thù, cũng như hắn ta có một chiếc nhẫn giả kim thuật sư. Và liệu tên Makram được chuyển hóa từ giả kim thuật sư có thật sự mạnh mẽ? Hắn có một động tác nhìn như là sắp biến hình. Có lẽ tên này sẽ là kẻ thù khó nhằn mà Varvarath sẽ phải tận dụng toàn bộ sức mạnh để có thể đánh bại được hắn. Những diễn biến trong tập phim cũng như hình ảnh của hắn có thể cho rằng hắn là một giả kim thuật sư đã từng học cùng với Varvarath và là người được chọn để trở thành Varvarath chứ không phải là Varna. Chính vì lý do này mà hắn ta mới nảy sinh sự căm ghét với người đồng đội cũ của mình. Mục đích của hắn có lẽ là tạo một trận đấu solo, nhưng ao trình quá nặng do Makram dù sao cũng chỉ là những tên quái vật cơ bản, không thể nào thắng được một kẻ còn mạnh hơn cái nhân vật chính như thế này. Hắn sẽ nảy ra một ý định khác là bắt giữ Kudo. Vậy liệu nếu hắn bắt giữ Kudo, nỗi tâm với Spana và Kudo có phải là thật hay không, hay hoàn toàn là mục đích của anh ta để dẫn dụ những kẻ như thế này lòi mặt ra? Và thế này, với khả năng của hắn, chắc chắn là kẻ sở hữu Chemi chim ưng. Và tình cờ thay Varvarath lại có Chemi trực thăng để counter lại tên này, có thể sẽ là màn đụng độ trên trời để giải cứu cho Kudo do đã được leak ra trong tuần này. Và một điều thú vị khác là trận chiến phối hợp của Hotaro cùng với Spana. Tại sao hai người lại phải hợp tác với nhau? Chuyện giải cứu Kudo không phải là chuyện riêng của Spana, mà đây là chuyện của những người bạn. Và với dụng cụ bắt những Chemi, có lẽ nó sẽ hoàn thành combo tiếp theo Burning Gorilla, khỉ đột bùng cháy. Với sự kết hợp của khỉ đột cùng với tóc của những trái ớt ở khắp cơ thể của mình, phần đôi tay sẽ được tái chế từ Coral Vulcan. Mình đã có clip nói về Coral Vulcan, các bạn chưa xem hãy bấm vào phần link mình để bên dưới nhé. Tạo hình của form thiên đúng màu đỏ rực cháy, với phần vai gồ ghề nhưng lại có những chi tiết giống như ống xả khí. Gương mặt cũng thể hiện phần nào sự nóng tính của form này. Sự kết hợp giữa sự bùng cháy và sức mạnh của khỉ đột, theo mình nghĩ chỉ thiên vì nó nắm lửa mà thôi, nhìn nó không lực được như form trước. Những hình ảnh được leak ra trong tuần này đã thể hiện rõ những sự kiện xảy ra trong quá khứ của Spana khi anh ta đang ngồi ăn tại nhà của Hotaro. Có lẽ lúc này cũng là lúc mà anh ta cảm nhận từ món ăn hoặc là nhớ là chuyện gì đó. Và những ký ức anh ta nhớ lại trận chiến của anh ta với những học sinh của đại trường giả kim thuật, hay đúng hơn là một phần thi khảo sát cuối cùng để xem ai trở thành Varvarath. Và anh ta là người chiến thắng áp đảo tất cả mọi người, cũng là học sinh ưu tú nhất. Và đó cũng là tất cả cảm nghĩ của mình về trailer tập 6 Coral Gacha. Nếu các bạn có ý kiến khác mình hãy comment phía dưới mình nhé. Mình là Ryan Dragon, thanks for watching. Bye.